chúng ta được học bởi những cái người thầy rất là nghiêm khắc, bởi những cái cha mẹ rất là nghiêm khắc, cho nên chúng ta sợ bị sai. Và đây chính là vấn đề. Sai thì làm lại, sai thì sửa, chữa thì đẻ, cứ thế thôi. Sau đó thì mình thấy rằng đến lúc mình phải thay đổi, và khi đó thì bắt đầu đi học tập và bắt đầu đi tìm những cái giải pháp để giúp cho cái cuộc đời nó thay đổi. Mình thấy là mình cứ làm hoài, làm hoài, làm hoài mà mình không có sự tăng trưởng, mình không có sự phát triển, cho nên là mình cần phải thay đổi. Và khi mà Huy bắt đầu thay đổi thì Huy đi học. Muốn thay đổi phải đi học, đúng không ạ? Muốn thay đổi phải đi học. Và khi Huy bắt đầu đi học thì mọi thứ bắt đầu cắm đầu đi xuống. Cái điều buồn cười nhất khi mà chúng ta bắt đầu thay đổi thì mọi thứ nó đều đi xuống. Trước khi nó đi lên thì nó phải đi xuống trước. Đó. Và khi đó thì mình rất là buồn, rất là gọi là thất vọng. Bởi vì mình đang muốn đi lên nhưng mà cứ càng muốn đi lên thì nó lại càng cắm đầu đi xuống, và càng đi xuống mạnh hơn. Và tất cả chúng ta thì ai cũng vậy, đều phải đi qua cái giai đoạn thất vọng ban đầu. Sau đó thì chúng ta mới tìm ra được cái con đường, tìm ra được cái giải pháp. Đó. Và đấy chính là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải kể cho mọi người nghe khi mà chúng ta làm video marketing. Bất kể là chúng ta làm theo phong cách nào, bất kể chúng ta làm thế nào, thì chúng ta cũng cần phải kể những cái câu chuyện cuộc đời của mình. Và đấy chính là cái giá trị mà chúng ta nên trao đi cho cuộc đời này. Thì khi mà chúng ta càng trao được nhiều giá trị thì chúng ta càng thấy rằng cuộc sống này có ý nghĩa. Và Huy mong muốn rằng mình không chỉ là kiếm được tiền mà mình còn có một cuộc sống có ý nghĩa. Vì vậy là Huy tìm cách, đó là mình trao được nhiều giá trị cho cộng đồng. Nhưng mà khi đó thì thưa với anh chị em, đó là mình không biết trao cái gì cho cộng đồng bây giờ. Mình không biết trao cái gì cho mọi người bây giờ. Mình biết rằng phải trao được nhiều giá trị cho cộng đồng thì mình mới kiếm được nhiều tiền. Nhưng mình không biết trao cái gì. Bao nhiêu anh chị em có suy nghĩ giống như Huy trước đây, vui lòng comment tôi được không ạ? Đúng rồi. Bạn Phạm Thị Thu Hà giống Huy, đó là lúc mà đi học anh chị em ạ, thì đến ngay cả người thân người nhà mình còn phản đối cơ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình tự nhiên dở hâm dở thằng đi học, xong cuối cùng là mất thời gian. Bình thường đang làm kiếm được tiền, bây giờ đi học có kiếm được tiền đâu, thậm chí còn mất tiền. Huy đi học, em không biết anh chị em thế nào, nhưng Huy đi học, Huy đóng rất nhiều tiền đi học, rồi mua rất nhiều sách, rồi đi học đây đó, đó đây thì bay đi học, rồi có lúc mà học ngày học đêm, học đến 1-2 giờ sáng, không có thời gian để làm, không có thời gian để chăm sóc bản thân cũng như là chăm sóc gia đình. Thì đến người nhà mình còn phản đối. Đó. Thì rõ ràng là cũng đi xuống. Thậm chí là cả mối quan hệ, cả hạnh phúc gia đình, cả sức khỏe, tiền bạc, rồi các mối quan hệ khác, bình thường mình có thời gian mình đi ăn nhậu với anh em thì mình còn có giữ được anh em, tức là những cái mối quan hệ ngày xưa mình làm xây dựng thì thường xuyên phải đi ăn nhậu, phải ăn nhậu thì mới có quan hệ, không ăn nhậu không có quan hệ, khổ thế. Thế bây giờ tự nhiên mình không có thời gian đi ăn nhậu nữa, tự nhiên là gì ạ, bao nhiêu mối quan hệ trước đây là sao ạ, là biến mất hết. Thế là sao, mối quan hệ thì cũng giảm xuống, sức khỏe giảm sút, thời gian thì không có, tiền bạc thì cũng chưa có, hạnh phúc thì cũng giảm sút, nói chung là tất cả mọi thứ đều giảm hết. Đó. Thế thì mình cũng chẳng biết là mình trao cái gì cho cộng đồng bây giờ. Thế khi đó thì mình cũng may mắn, mình có những cái người thầy, và đặc biệt những người thầy lớn nhất của Huy á, đó là cuốn sách, đó là những cuốn sách. Sách chính là những người thầy quý giá nhất.
Đó, sách chính là những người thầy quý giá nhất của mình. Sau đó thì là những cái người thầy mà mình mất tiền đi học. Sau đó là những người thầy mà mình không mất tiền đi học, giống như cái khóa học này. Khóa học này nó miễn phí, nhưng thực tế là nó rất giá trị. Tuy nhiên thì có vẻ như là rất nhiều người không hiểu được cái giá trị của khóa học này. Chúng ta chỉ nhìn thấy nó miễn phí, cho nên chúng ta nghĩ rằng nó không giá trị. Cho nên là rất nhiều người không trân trọng cái khóa học này. Và có lẽ trong thời gian tới Huy sẽ bàn với các cái chủ giảng. Một, đấy là đóng cửa cái khóa học đánh là zoom gà gáy này này. Vì là số lượng có vẻ nó giảm sút, nó không tăng lên. Hoặc là sẽ thu tiền thật đắt đi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những người đóng tiền thì họ học nghiêm túc. Còn những người không học đóng tiền ấy, thì họ học rất vớ vẩn. Tất nhiên là Huy không nói anh chị em ở đây. Anh chị em ở đây là đều là những người học rất là nghiêm túc. Còn những người mà họ nghỉ rồi ấy, những người họ không tham gia ấy, họ không dậy được buổi sáng, họ không vượt qua được cái bản thân của họ, thì đấy mà là những người mà đáng buồn cho họ. Bởi vì họ không vượt qua được cái giai đoạn khó khăn. Thế thì khi đó thì Huy tìm ra được cái giải pháp làm thế nào để có thể trao được giá trị cho cộng đồng. Anh chị em có muốn nghe không ạ? Anh chị em muốn nghe thì comment là có phát rồi. Cái giải pháp để chúng ta có thể trao giá trị cho cộng đồng mà ngay cả khi chúng ta không biết chúng ta có giá trị gì, chúng ta vẫn có giá trị. Dễ cực kỳ luôn anh chị ạ. Đến lúc mà mình phát hiện ra điều này, mình thấy nó rất dễ. Đào tạo nó là cái gì đó cực kỳ đơn giản, cực kỳ nhẹ nhàng. Nó không có phức tạp, nó không có cầu kỳ, nó cũng chẳng có cao siêu gì cả. Thì khi đó Huy nhận ra những cái sai lầm trước đây của mình. Huy nhận ra những cái sai lầm trước đây của mình. Thì cái sai lầm đầu tiên mà Huy nhận ra đó là mình cứ mong muốn phải hoàn hảo. Khi mình nhìn người ta, mình thấy ô, người ta hay thế, người ta giỏi thế, người ta tuyệt vời thế, người ta làm được. Còn mình nhỏ bé thế này, làm sao mình làm được? Và khi đó thì mình sợ hãi, mình không dám làm. Lúc nào cũng thấy người ta giỏi hơn mình. Thì khi mình nói, làm chó thằng nào nó nghe, có đúng không? Bây giờ người ta giỏi, người ta nói thì mới nghe chứ. Tội gì phải nghe cái ông Huy này, nghe cái ông ABC ngoài kia hay hơn, tại sao phải nghe cái ông Huy này? Và đấy là cái sai lầm đầu tiên của Huy. Huy không dám làm, không dám làm. Bởi vì mình cứ mong muốn mình làm nó phải hay, nó phải hoàn hảo. Nhưng xin thưa với anh chị em, hoàn hảo là kẻ thù của thành công. Hoàn hảo là kẻ thù của thành công. Chúng ta không thể làm cái điều gì hoàn hảo cả. Chúng ta chỉ có làm điều tốt nhất trong ngày hôm nay mà thôi. Và ngày mai chúng ta có thể nỗ lực để làm tốt hơn. Liên tục như vậy. Hãy ghi xuống cái sai lầm đầu tiên mà đa phần mọi người không dám làm. Không phải họ không làm được, chỉ đơn giản họ không dám làm mà thôi. Việc của chúng ta đó là muốn giỏi thì phải làm nhiều. Muốn giỏi thì phải làm nhiều. Như vậy lúc đầu mình làm không giỏi, không hay, không có ai xem. Việc của mình đó là tiếp tục làm tiếp. Những cái video đầu tiên của Huy cũng không có người xem, cũng không có ai theo dõi hết. Việc của Huy đó là tiếp tục làm tiếp. Một video, hai video, năm video, 10 video, 100 video, 200 video. Đến bây giờ Huy đã xuất bản trên 700 video rồi anh chị em. 700 video rồi. 700 lần đào tạo như thế này rồi. Không hề ít. Đúng không ạ? Đó là những cái
chương trình mà Huy có ghi hình. Còn khoảng độ tầng đấy cái chương trình không có ghi hình nữa, hoặc hơn. Đó. Rất nhiều chương trình không ghi hình liên tục trong vòng 3 năm vừa rồi. Huy mới bắt đầu đào tạo thực tế, bắt đầu đào tạo từ giữa năm 2000, từ đầu năm 2019. Đầu năm 2019 đến bây giờ là giữa năm, tầm nửa cuối năm 2022 thì nó chỉ rơi nanh quanh nó khoảng độ hơn 3 năm thôi. Mới bắt đầu đào tạo hơn 3 năm trở lại đây. Còn trước đây thì Huy vẫn làm nhà thông minh. Đấy, xin thưa với anh chị em như vậy. Cho nên nếu anh chị em muốn làm video marketing thì xin thưa với anh chị em hãy bắt đầu làm ngay đi. Rất nhiều người học đến ngày hôm nay rồi vẫn chưa quay được cho mình một cái video nào. Bao nhiêu anh chị em vẫn chưa quay cho mình một cái video nào để đăng lên YouTube, đăng lên TikTok, đăng lên Facebook, đăng lên Instagram, hoặc là giữ cho bản thân mình thì comment số 0. Ai có một video comment số 1, ai có nhiều hơn hai video thì comment số 2, số 3, số 100, số 1000 gì đó, tùy số lượng video mà anh chị em đã xuất bản. Video không phải video giải trí anh chị em nhé. Video marketing đó là video để xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm. Đấy, đúng không ạ? Thương hiệu cá nhân thì gọi là nhân hiệu. Thương hiệu công ty thì gọi là thương hiệu. Còn thương hiệu sản phẩm thì nó gọi là nhãn hiệu. Đúng không ạ? Ok, thì anh chị em thấy không ạ? Có rất nhiều người không quay được cái video nào. Có một số người thì quay được một cái, hai cái. Ví dụ hôm trước Huy có cho một cái bài tập, đó là giới thiệu bản thân mình trong vòng 45 giây á. Anh chị em quay cái video đó, xong mỗi khi là anh chị em kết nối, kết bạn với một cái người bạn nào ấy, thì anh chị em gửi cái video đấy cho họ. Thay vì anh chị em tự giới thiệu thì gửi cho họ cái video đó. Họ xem video đó xong phát là họ gì ạ? Họ sẽ biết cách, họ sẽ biết mình là ai. Được chưa? Cái quan trọng nhất không phải là chúng ta học được cái gì, mà quan trọng nhất là chúng ta làm được cái gì từ những thứ mà chúng ta học. Nếu mà chỉ học mà không làm ấy thì nó vô nghĩa. Nếu mà chỉ học mà không thực hành ấy thì những kiến thức mà chúng ta học nó sẽ quên mất. Vì vậy là Huy đề nghị tất cả anh chị em chúng ta học phải đi đôi với hành. Và đây là cái sai lầm số 2 của Huy. Sai lầm số 2 của Huy đó là mình đã không chịu học tập. Trước đây là mình lười học. Thực sự là mình đã lười học. Năm 2016 thì Huy mới bắt đầu đi tìm cái con đường cho mình. Lúc đấy bắt đầu mới đi học tập và đi tìm các khóa học khác nhau. Lúc đó thì bắt đầu mới bỏ tiền ra đi học. Còn trước đấy thì không bỏ tiền ra học bất cứ một khóa học nào cả. Và cũng không bỏ tiền ra để mua sách. Cả năm trời không đọc được hai cuốn sách. 2016 Huy bắt đầu đi tìm cách để thay đổi bản thân. 2019 thì Huy bắt đầu đứng lên đào tạo. Thì mất mấy năm trời để học tập anh chị em ạ. Và mấy năm trời đó thì gần như không kiếm được tiền, thậm chí là đốt rất nhiều tiền. Huy đi học liên tục một năm trời. Sau đó thì bắt đầu thực hiện các cái dự án kinh doanh khác. Tức là không chỉ làm cái công việc cũ nữa, mà bắt đầu làm thêm các công việc khác để đi tìm cho mình một cái giải pháp. Nhưng liên tiếp thất bại, thất bại, liên tiếp thất bại. Học xong rồi anh chị em, đóng hàng trăm triệu đi học. Học xong rồi, ra ngoài làm vẫn thất bại như thường. Bao nhiêu anh chị em đã học rồi mà làm rồi mà vẫn thất bại thì comment số 3 giúp ý ạ. Rồi. Thì đơn giản là Huy chỉ nhìn thấy những cái người thành công ấy, những người thầy của mình, họ cũng bắt đầu giống như mình. Đó là họ cũng bắt đầu đi học. Chỉ có điều họ làm cái điều đó sớm hơn mình mà thôi. Một số anh chị em bạn gì đó vừa mới nói rằng là em 2021 em mới bắt đầu học. Chỉ đơn giản đó là em bắt đầu sau anh
khoảng 5 năm. Anh 2016 mới bắt đầu. Thì em 2021 thì em bắt đầu sau anh 5 năm. Và 5 năm nữa thì em hoàn toàn có thể vượt qua anh. Bởi vì sao ạ? Bởi vì em được biết đến cái môi trường này, em biết đến cái phòng Zoom này, cho nên chắc chắn em sẽ học nhanh hơn anh. Trước đây anh không có biết đến những cái phòng Zoom giống như này. Đó. Và thực ra là trước đây cũng không có những cái phòng Zoom như này. Đó. Thì đấy chính là cái vấn đề. Đó. Thế thì chúng ta muốn giỏi thì chúng ta phải làm, chúng ta phải học. Không phải là chỉ đơn giản là chỉ có học không, mà học phải đi đôi với hành. Đấy. Sai lầm thứ nhất đó là mình cứ mong chờ cái sự hoàn hảo, cho nên mình không dám làm. Sai lầm thứ hai đó là mình không chịu học hỏi, không chịu phát triển, không chịu đọc sách, không chịu nghiên cứu, không chịu tìm tòi. Cho nên chúng ta không có ý tưởng gì để làm và chúng ta không có dám làm. Sai lầm số 3 đó là đi học nhưng không thực hành, không dám sai, sợ bị sai, cho nên không dám làm, không thực hành. Được chưa? Và khi mà học mà không làm thì sao anh chị em? Học mà không làm thì nó sẽ quên mất những kiến thức mà mình học, nó quên mất. Thì khi đó mình bắt đầu quyết định đó là mình học được cái gì thì mình quay video về cái đó, xong đó vứt lên trên mạng. Kể cả nó đúng cũng được, nó sai cũng được, mà nó hay cũng được, không hay cũng được. Chất lượng video hồi đó thì dở tệ, nói thì không hay. Và việc của mình đó là mình cứ làm. Việc của mình đó là cứ làm. Anh chị em ạ. Và rồi dần dần thì khi mà mình làm nhiều rồi ấy, thì tự nhiên cái khả năng, cái kỹ năng nói của mình nó tăng lên. Ngày xưa mình nói hay ầm ừ đúng không ạ? Nhưng mà khi mình nói nhiều rồi thì bắt đầu mình biết cách sắp xếp ý, cho nên mình không còn ầm ừ nữa. Ngày xưa mình nói được khoảng 15 phút thì cổ họng mình đau, rát, không nói được nữa. Bây giờ mình có thể nói cả ngày mà không vấn đề gì. Ngày xưa thì mình nói những cái ý nó không hay. Bây giờ mình nói cái ý nó rõ ràng hơn, mạch lạc hơn, cụ thể hơn và đi thẳng vào vấn đề hơn. Ngày xưa mình nói mình không tự tin. Bây giờ mình nói với cái sự tự tin hơn. Thế thì cái vấn đề nó không phải là chúng ta học được bao nhiêu, mà cái vấn đề là chúng ta làm được bao nhiêu thì mới quyết định con người chúng ta là ai. Cũng cùng là một khóa học đó, nhưng mà cái thằng nào học ra mà nó làm nhiều hơn thì nó sẽ thành công hơn. Còn những thằng khác học trong không làm sẽ quay lại học giống như mới bắt đầu. Được chưa? Cho nên cái sai lầm thứ ba đó là học mà không làm. Bao nhiêu anh chị em chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sẽ bắt đầu làm video marketing, hoặc bất kể một cái điều gì đó mà chúng ta định làm thì chúng ta sẽ làm ngay, học và sẽ áp dụng ngay, cam kết là áp dụng ngay vào trong cuộc sống và trong công việc của mình. Thì comment là cam kết là ứng dụng những cái thứ gì chúng ta học vào trong cuộc sống, trong công việc của mình. Thì comment là cam kết chú vị ạ. Nếu mà anh chị em thực sự là cam kết, còn những anh chị em nào mà sợ không dám cam kết thì thôi đừng comment. Đấy, comment là phải làm, được chưa? Còn không làm thì đừng comment. Những người mà có cái nỗi sợ nó xâm chiếm bản thân mình đến mức mà còn không dám cả cam kết, không dám cả làm ấy, thì thôi anh chị em cứ học tiếp đi. Bởi vì thôi thì học nó không được cái này thì cũng không được cái kia, nó không bổ ích chỗ này thì bổ ích chỗ kia. Bởi vì sao ạ? Cái nguyên tắc của cái sự thay đổi đó là chúng ta sẽ thay đổi dần dần. Chúng ta sẽ tích lũy đủ về lượng thì chất sẽ thay đổi. Chúng ta cứ tích lũy đủ về lượng thì chất sẽ tự động thay đổi. Cái này là duy vật biện chứng, đúng không ạ? Nó là triết học duy vật biện chứng. Khi mà chúng ta chưa thay đổi thì chỉ đơn giản là chúng ta chưa tích đủ về lượng. Và Huy cũng vậy, trước đây Huy cũng chưa tích đủ về lượng, cho nên Huy chưa thay đổi. Và cái việc học tập nó vẫn có ý nghĩa anh chị em, kể cả mình làm hay không làm thì nó vẫn có ý nghĩa nhé. Nhưng cái ý nghĩa nó chưa lớn,
nó không lớn để chúng ta nhìn thấy kết quả mà thôi, đúng không ạ? Anh chị em học vẫn tốt, kể cả anh chị em không cam kết thay đổi thì nó vẫn tốt nhé. Nhưng nếu anh chị em cam kết thay đổi thì nó tốt hơn, nó nhanh hơn. Và bao nhiêu anh chị em mong muốn rằng cái việc thay đổi của mình thay đổi bản thân mình nhanh hơn, thì mình sẽ giúp được nhiều người hơn ở ngoài kia. Và khi mình giúp được nhiều người hơn ở ngoài kia thì cuộc sống mình lại càng thay đổi hơn, mình càng kiếm được nhiều tiền hơn, mình càng giàu có hơn, mình càng nghĩ ra nhiều cái cách thức để kiếm tiền hơn, mình càng nghĩ ra được nhiều cái thị trường để mình nhắm tới hơn, mình càng nghĩ ra được nhiều cái sản phẩm để mình giúp cho thị trường hơn, đúng không ạ? Thì khi đó thì mình thay đổi nhanh hơn, cuộc sống mình thay đổi nhanh hơn, con cái mình có tiền nhanh hơn, bố mẹ mình có tiền nhanh hơn. Có rất nhiều người đã từng nói rằng hoặc từng đọc cái rằng là gì ạ? Mình tốc độ thay đổi của mình hay tốc độ kiếm tiền của mình nó phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ và tốc độ lớn lên của con cái của mình. Đúng không anh chị em? Vì vậy mình cần phải thay đổi nhanh hơn nữa. Thay đổi bây giờ là quá chậm. Đúng không ạ? Thay đổi bây giờ là quá chậm, cho nên phải áp dụng nhiều hơn những kiến thức mình học được vào trong cuộc sống. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó. Cho nên đừng có sợ sai. Việc của chúng ta là bắt đầu làm đi. Sai cho chúng ta bài học. Khi đó thì sau khi mà Huy học xong ấy, thì lúc đó thì Huy có một cái niềm tin rằng mình có thể làm được. Nhưng xin thưa với anh chị em là mình vẫn không làm được. Mình làm nó vẫn sai như thường. Nhưng mình biết ơn những sai lầm đó của mình. Tại vì sao ạ? Bởi vì nếu như mình không có sai lầm ấy, thì mình không có gì ạ? Mình không có trải nghiệm. Và khi mà không có trải nghiệm thì mình chẳng biết mình kể cái gì cho mọi người bây giờ. Cho nên có một thứ giá trị vô cùng mà chúng ta có thể cho đi người khác, đó chính là cái câu chuyện của bản thân mình. Rất nhiều người không biết cho cái giá trị gì. Rất nhiều người không biết mình có giá trị gì để cho. Giống như Huy trước đây. Thì xin thưa với anh chị em, chúng ta cực kỳ đơn giản, chúng không cần phải đi tìm ở đâu hết. Chính những cái câu chuyện của cuộc đời mình ấy, nó chính là cái vở kịch, nó chính là cái bộ phim, nó chính là những cái bài học mà chúng ta cần chia sẻ cho người khác. Tuy nhiên chúng ta cần phải tìm ra những cái bài học tích cực. Anh chị em nhớ này, mỗi khi mà chúng ta thất bại thì chúng ta có hai dạng bài học. Một dạng bài học tức là bài học tiêu cực. Bài học tiêu cực khiến cho chúng ta sợ hãi và không dám bước tiếp, không dám làm tiếp. Bài học số 2, đấy là bài học tích cực. Bài học này giúp chúng ta tiến tiếp về mục tiêu mà chúng ta đã hướng tới. Nếu mà chúng ta gặp một vấn đề, chúng ta làm nhưng mà nó không đúng, nó không được, nó không đạt như những gì chúng ta mong muốn, thì một là chúng ta sợ hãi và chúng ta dừng lại. Hai là chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và chúng ta bước tiếp. Thì cái bài học mà giúp chúng ta bước tiếp, đấy là bài học tích cực. Thì cái bài học đó là cái bài học mà chúng ta nên truyền cho mọi người, nên đào tạo, chia sẻ cho mọi người. Còn bài học mà khiến cho chúng ta sợ hãi, mà khiến cho chúng ta không dám bước tiếp về cái hướng mục tiêu của chúng ta, thì đấy là bài học tiêu cực. Và đấy là thứ mà chúng ta không nên chia sẻ, đúng không ạ? Chỉ có mỗi đơn giản như vậy thôi. Huy nói ví dụ như này nhé. Đó là ngày xưa khi mà Huy thất bại trong cái việc mà làm cái thị trường tài chính, thị trường Bitcoin ấy. Lúc đấy là Huy có một giai đoạn Huy làm Bitcoin, thì có một cái kênh video về gọi là đầu tư coin sao cho đúng. Đấy, thì giúp cho mọi người đầu tư coin sao cho đúng. Nhưng mà khi mà thị trường mà Bitcoin lao dốc ở cái năm 2018 ấy, thì khi đó thì không kiếm được tiền nữa. Trước đây thì mình giúp mọi người kiếm được tiền, nhưng khi mà thị trường lao dốc ấy, thì chính bản thân mình không kiếm được tiền, và mình thấy rằng mình mà không kiếm được thì mình không giúp được người khác nữa. Và khi đó thì Huy cảm thấy là mình bị thất bại, và mình dừng lại cái việc đó, mình bỏ cuộc đó. Nhưng mà sau đó thì thời gian đầu ấy, thì mình nghĩ rằng mình không bao giờ mình đụng đến coin nữa, không bao giờ đụng đến tài chính nữa, bởi vì mình nghĩ rằng nó không tạo ra giá trị, bởi vì mình nghĩ rằng nó rủi ro, bởi vì mình nghĩ là nó thế này thế kia. Nhưng mà thực tế là với các nhà đầu tư thì họ chỉ tìm cái kênh đầu tư để sinh lời thôi.
và họ chẳng có nghĩ nhiều. Đấy. Và sau đó thì Huy thấy rằng là đó là một cái thị trường cũng rất là tốt. Việc của mình đó là cần có bài học, cần có kiến thức để mà mình làm sao cho nó đúng, sao cho nó tốt. Bây giờ cái xu hướng nó đi xuống mà mình cứ cố gắng mình kiếm tiền, cùng cố gắng là gì ạ, là gọi là mong muốn kiếm tiền giống như lúc thị trường đi lên, nó không có. Thế là việc của mình là điều chỉnh cái tâm trạng của mình và tìm kiếm những cái cơ hội khác. Ví dụ khi mà thị trường đi xuống thì mình quay trở lại mình làm những cái công việc mà nó có giá trị để tạo ra cái dòng tiền. Bởi vì khi mà mình làm nhà đầu tư ấy thì mình cần phải có một cái dòng tiền ổn định, thì khi đó mình không bị tâm lý đó. Cho nên là mình sai lầm đó là mình nhảy vào tài chính khi mà mình không có một cái chỗ dựa vững chắc. Chỗ dựa vững chắc ở đây đó là gì ạ, là mình có một cái công ty, mình có một cái hệ thống để có một cái giải pháp để cho mình một cái dòng tiền ổn định, vì không bị ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền. Chứ còn làm nhà đầu tư mà dồn hết tiền vào đầu tư là nguy hiểm, đúng không ạ? Thì khi đó mình nhận ra bài học đó và lúc đó thì mình bắt đầu tập trung vào việc xây dựng cái dòng tiền và tạo ra những thứ có giá trị thực sự. Còn đầu tư thì vẫn là một kênh rất là tốt để mà giữ tiền, để mà sinh ra tiền. Và có rất nhiều kênh đầu tư khác nhau, không chỉ có mỗi một Bitcoin, không chỉ có mỗi tiền số, mà còn có gì ạ, bất động sản, có vàng, có chứng khoán, có forex, có dầu thô, có hàng hóa. Đấy, có rất nhiều kênh đầu tư khác nhau. Nhưng mà bởi vì mình bị giới hạn cho nên mình chỉ biết một thứ thôi. Đó. Và sau đó thì mình bị thất bại với nó, không phải thất bại mà mình không kiếm tiền được với nó nữa. Thị trường nó lao dốc thì mình không kiếm được tiền với nó nữa và mình không biết làm cái gì nữa. Đó, thì đấy là cái vấn đề của mình. Và sau đó thì mình bắt đầu tìm ra cái bài học tích cực. Thì khi mà tìm ra bài học tích cực ấy thì mình không sợ nó nữa và mình quay trở lại mình làm. Đấy. Và mình lúc đó thì mình biết rằng nếu mà nó xu hướng đang đi lên thì mình có thể kiếm được tiền, xu hướng đang đi xuống thì mình không kiếm được tiền nữa. Và không kiếm được tiền nữa thì mình đóng nó lại, mình tập trung vào cái kênh mà mình có thể kiếm được tiền. Mình tìm cái thằng nào mà xu hướng đang đi lên để mình đầu tư, đúng không ạ? Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thế thì cái giá trị lớn nhất mà anh chị em có thể cho người khác đó chính là cái câu chuyện của chúng ta. Bao nhiêu anh chị em sẵn sàng kể ra những cái câu chuyện thất bại của mình? Comment số 4 giúp mình, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em đã từng có những câu chuyện thất bại và sẵn sàng kể cái câu chuyện thất bại của cuộc đời mình? Vui lòng comment số 4. Huy tin rằng tất cả anh chị em trong cuộc đời đều có những cái câu chuyện thất bại. Ngay cả những bạn trẻ. Ngay cả những bạn trẻ. Kể cả là các bạn trẻ là lớp 12. Huy biết ở trong phòng Zoom này có những bạn trẻ còn học lớp 12, đang học phổ thông thôi. Và điều này là điều Huy rất là ngạc nhiên. Bởi vì tại sao các bạn học phổ thông mà lại tham gia vào các lớp học như này? Thì Huy rất là ngạc nhiên. Bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay là những cái bạn trẻ đang còn học sinh thì comment là số 5. Nếu anh chị em đang là học sinh, nếu mà các cháu học sinh comment số 5. Đó. Huy rất là ngưỡng mộ các bạn trẻ này anh chị em ạ. Bởi vì cái xưa khi mà Huy học phổ thông ấy thì Huy không bao giờ nghĩ đến cái việc kinh doanh cả. Và không bao giờ nghĩ đến học kinh doanh cả. Nhưng mà các cháu học sinh bây giờ thì đã học về kinh doanh rất là sớm. Và cái điều này là cái điều mà Huy rất là ngưỡng mộ. Xin ngả mũ gọi là ngưỡng mộ tất cả những cháu học sinh mà đang học tập trong phòng Zoom ngày hôm nay. Rất tuyệt vời. Thì ngay cả học sinh thì cũng có cái bài học thất bại. Huy nói ví dụ như này. Đó là gì ạ? Mình tán một cô gái, sau đó mình không thành công. Thì đấy là cái bài học thất bại, đúng không ạ? Nhưng mà cái bài học thất bại khi mình tán một cô gái hoặc tán một chàng trai nhé, bây giờ là nó, thời đại nó công bình, nó bình đẳng này. Nó, chị coi là các cháu phụ nữ, các cháu nữ mà đi tán anh trai, bạn trai là chuyện bình thường nhé. Nhưng mà khi mà mình đi tán ấy, hoặc mình thả thính ấy, mà nó thất bại ấy, thì có hai cái bài học diễn ra. Bài học thứ nhất đấy là mình sợ hãi mà mình không dám tán cái người tiếp theo. Bài học thứ hai đó là mình rút ra kinh nghiệm, à tại sao mình tán thất bại. À ngày xưa mình tán là vì là mình không có chuẩn bị kỹ này, mình không có chuẩn bị về cái hình dáng bên ngoài này, mình không chuẩn bị nội lực bên trong này. Đấy, mình không có học giỏi cho nên là mình bị người ta đá, mình không có
tầm nhìn xa, mình không kiếm được tiền cho nên là người ta không thích mình, đại khái như vậy. Nhà mình không có nhiều tiền cho nên họ không thích mình. Thì đấy là cái bài học gì ạ? Cái bài học tích cực. Cái việc của mình đó là gì ạ? Mình phải thay đổi cái điều này. Mình phải học giỏi hơn, mình phải đẹp trai hơn, mình phải kiếm được tiền. Đấy. Mình phải có tầm nhìn xa. Thì tự nhiên là gì ạ? Người ta sẽ gì ạ? Người ta sẽ đi theo mình. Cho nên khi đó thì mình không cần phải tập trung vào tán người ta nữa, mà mình tập trung xây dựng cái hình ảnh, cũng như là tập trung xây dựng cái nội lực của mình. Và khi đó thì rất nhiều cô gái sẽ đi theo mình. Và lúc đó thì việc của mình là gì ạ? Chọn ra cái cô tốt nhất. Được chưa? Được không ạ? Đấy. Thì mình rút ra bài học đó là theo tình thì tình, tình tốt, tốt tình thì tình theo. Giống như tình yêu như con chó, mình đuổi thì nó chạy, mình chạy thì nó đuổi. Cái việc của mình đó là để nó đuổi mình đừng đi đuổi nó, đúng không? Thay vì là mình đuổi theo những con ngựa thì hãy dành thời gian để gì ạ? Để trồng những cái bãi cỏ. Đến mùa xuân tuyệt vời đẹp trời thì gì ạ? Cả đàn ngựa sẽ đến với mình, đúng không? Mình muốn hút cả đàn ngựa chứ mình không chỉ kiếm một con ngựa, đúng không hả các cháu? Như vậy là gì ạ? Ngay cả những cái thất bại trong tình cảm của mình, trong cái việc mà yêu đương của mình với học sinh thì nó loanh quanh chỉ có học với yêu thôi, có gì đâu, đúng không? Bây giờ thì một số cháu thì bắt đầu là gì ạ? Là bắt đầu làm về kinh doanh, thì cái điều đấy là điều rất tuyệt vời. Đấy, các cháu càng ngày càng giỏi hơn cái thế hệ trước. Ngày xưa mà mình tầm lớp 12 cầu lắm, chẳng biết gì cả. Đến tận đi 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 đại học thì bắt đầu mới biết đến cái máy tính. Lúc đó thì mới cái đời đời máy tính, đời Nokia, đời 286 với 386 với 486, chậm gì gì mới dùng cái ổ đĩa mềm, rồi ôi 3.5, rồi ôi đó. Nhưng bây giờ các cháu thì sao ạ? Tiếp xúc rất sớm luôn, internet rồi điện thoại rồi máy tính bảng rất là thuận tiện. Và khi mà tiếp xúc với internet thì cả một bộ bầu trời kiến thức ở đó, đúng không ạ? Và khi đó thì chúng ta học được rất là nhiều, học rất là nhanh đó. Thế thì chúng ta luôn luôn có cái giá trị gì đó để trao đi. Và một cái sai lầm nữa đó là chúng ta sợ rằng không có ai nghe chúng ta. Chúng ta sợ rằng không có ai nghe chúng ta. Nhưng xin thưa với anh chị em là luôn luôn có một cái đối tượng, một cái tập hợp những cái người nào đó ở ngoài kia, họ sẽ lắng nghe chúng ta. Chúng ta đi học ở chỗ A, chỗ B, chỗ C, chúng ta về chia sẻ lại là sẽ có người nghe. Bởi vì không phải tất cả những gì chúng ta biết thì mọi người đều biết, đúng không ạ? Không phải tất cả những gì chúng ta biết thì mọi người đều biết. Có rất nhiều thứ mà chúng ta biết mà mọi người không biết. Ví dụ như là Huy hỏi này, bao nhiêu anh chị em biết về cái logical lever, đó là tháp tư duy á? Nếu anh chị em biết thì vui lòng comment số 1, không biết thì comment số 0. Hỏi thử, test thử xem bao nhiêu anh chị em biết về logical lever hay gọi là tháp tư duy. Nghe nó quen quen thì đấy là số 0 anh chị em nhé. Biết tức là mình phải học ấy, mình phải học rồi, mình phải áp dụng rồi thì mới là biết, chứ còn nghe mang máng thì coi như số 0. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Có rất nhiều thứ mình biết nhưng mà người ta không biết. Mình cứ nghĩ là mọi người biết hết rồi cho nên mình không dám làm. Được chưa ạ? Rồi, cái câu hỏi này dễ hơn này. Cái kiến thức này là kiến thức nền tảng mà hầu như ai làm kinh doanh cũng cần phải có này. Bao nhiêu anh chị em biết về DISC? Phân biệt 4 nhóm tính cách DISC cực kỳ quan trọng dành cho những người làm kinh doanh, kể cả là chủ doanh nghiệp hay là nhân viên, kể cả làm sale hay marketing, kể cả là làm kỹ thuật hay là kế toán, đều cần phải biết về DISC. Đã làm việc trong cái môi trường mà cần kết hợp với con người thì phải biết về DISC. Nếu mà anh chị em biết thì comment số 1, không biết thì comment số 0. À, cái này nhiều người biết hơn bởi vì cái này Huy đào tạo rất là nhiều lần rồi, đúng không ạ? Và hầu hết là anh chị em đều biết cái kiến thức này, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà vẫn có nhiều người chưa biết. Anh em thấy không ạ? Đó. Thì cái này là kiến thức nó nền tảng mà, cho nên là hầu như ai học thì đều đều nghe nói về cái kiến thức này.
nhưng mà áp dụng được bao nhiêu thì chưa biết à nha. Đó, tức là biết thôi nhưng mà hiểu thì là sẽ ít hơn, đúng không ạ? Biết là một chuyện, hiểu là một chuyện khác. Thế là việc của chúng ta đó là gì ạ? Làm cho mọi người hiểu. Nhưng trước khi để cho mọi người hiểu thì chúng ta phải hiểu trước. Và để mà chúng ta hiểu thì chúng ta phải áp dụng nó vào trong cuộc sống, áp dụng vào nó trong công việc. Sau khi chúng ta áp dụng vào, chúng ta hiểu rồi thì chúng ta đào tạo lại. Và cái quá trình chúng ta đào tạo lại chính là cái quá trình chúng ta đào sâu, chúng ta học tập một cách sâu hơn, một cách nghiên cứu cao hơn. Cho nên chúng ta hãy trở thành những cái người mà chia sẻ cho mọi người những thứ gì chúng ta biết. Đây là cách tốt nhất để xây dựng nhân hiệu cá nhân của mình. Nói cho mọi người biết những thứ gì chúng ta biết thì đấy chính là trao giá trị, đúng không ạ? Nếu mà anh chị em biết về DISC thì bao nhiêu anh chị em đã chia sẻ về DISC? Nếu anh chị em đã chia sẻ về DISC thì comment số 2, còn chưa chia sẻ về DISC thì comment số 0. Anh chị em nhìn nhá. Rồi, tất cả những người comment số 1 lúc nãy nhá. Bây giờ nếu mà anh chị em đã từng chia sẻ về DISC bằng một cái video nào đó tung lên mạng thì comment số 2. Mà chưa làm điều đó bao giờ thì comment số 0. Mình tìm những cái người nào mà họ chưa biết ấy, mình hỏi là: "Này, mày biết về DISC không?" Nó bảo không biết. Thì mình lôi ra làm 1-1 cũng được. Được chưa? Nhưng mà làm 1-1 thì mình làm nó lâu. Bây giờ 10 thằng mình phải làm mất 10 lần. Thế mình quay video phát mình tung lên mạng. Xong rồi thằng nào không biết mình vứt cho nó video, thế là xong. Được chưa? Mình vừa trao được giá trị cho nó mà mình đỡ mất thời gian. Còn thời gian đầu ấy là mình muốn luyện tập ấy thì mình cứ lôi từng người ra mình làm. Được chưa? Làm đến 10 lần, đến lúc làm đến khi nào chán rồi không làm nữa thì bắt đầu quay video. Được chưa? Dễ không? À, và thời gian đầu khi mà mình làm cái việc đó ấy thì làm sao ạ? Nó có thể đúng, nó có thể sai. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà người mà học được nhiều nhất chính là bản thân mình. Cho nên là quay video hay là chia sẻ cho người khác thì thực tế đó là mình là người nhận giá trị nhiều nhất, đó là mình là người học được nhiều nhất. Cho nên tất cả những cái chương trình rung gà gáy này thì xin thưa với anh chị em đó là gì? Tại sao mà Huy làm bền bỉ chăm chỉ trong vòng 3 năm rưỡi mà Huy làm cái điều này? Thực tế là gì ạ? Thực tế là Huy học được rất là nhiều điều. Bởi vì sao ạ? Mỗi lần Huy đứng lên Huy đào tạo thì Huy lại học được những cái điều mới ở trong chính những cái kiến thức cũ của mình. Cho nên rung gà gáy để phục vụ cho Huy đầu tiên, rung gà gáy để phục vụ cho chính bản thân mình đầu tiên, để làm gì ạ? Để mình học được nhiều hơn, để mình duy trì một cái trạng thái cảm xúc và duy trì một cái trạng thái gì ạ? À, trạng thái một cái động lực làm việc, cũng như là duy trì một cái trạng thái học tập không ngừng. Bởi khi mình có một cái áp lực là mình phải đứng lên mình đào tạo thì mình phải liên tục trau dồi cái kiến thức cho mình, mình phải liên tục trau dồi những kiến thức mà mình chưa biết. Bởi vì mình chưa biết mà mình học, sau đó mình áp dụng, sau đó mình chia sẻ cho người khác, thì cái quá trình đó là quá trình nó tạo cho mình cái áp lực vô hình. Mình phải tự tạo áp lực cho mình, đúng không ạ? Khi mà anh chị em bắt đầu đứng lên chia sẻ qua video thì chúng ta có một cái áp lực, đó là chúng ta phải học tập nhiều hơn, chúng ta phải có nhiều kiến thức hơn để chúng ta chia sẻ cho mọi người. Và càng chia sẻ cho mọi người càng nhiều thì chúng ta càng giỏi hơn, và chúng ta càng giỏi hơn thì chúng ta lại chia sẻ cho càng nhiều người hơn, đúng không ạ? Thế thì ở đây là chúng ta đang cho đi hay chúng ta đang nhận lại anh chị em? Người ta bảo là cho đi là nhận lại, có đúng không ạ? Thì ở đây là chúng ta chính là nhận lại mà. Huy đang nhận mà. Huy đang nhận gì ạ? Huy nhận chính cái bài học của mình. Khi mà Huy cho đi thì Huy lại học được nhiều hơn, Huy lại giỏi hơn, đúng không anh chị em? Và đấy là Huy được mà. Rõ ràng là mình được mà, đúng không ạ? Rất nhiều người cứ bảo là: "Ô thế tôi cho đi thì tôi được cái gì?" Xin thưa với anh chị em là chúng ta được rất nhiều thứ. Mình được một cái niềm vui khi mình cho đi người khác. Mình cho đi cái gì ạ? À, cho đi kiến thức, cho đi cái câu chuyện của mình, cho đi những cái sai lầm của mình, cho đi những cái trải nghiệm của mình, cho đi thời gian của mình,
cho đi cái sự quan tâm của mình, cho đi sự yêu thương của mình, thì mình nhận lại cái gì? Mình nhận lại niềm vui, mình nhận lại hạnh phúc, mình nhận lại trí tuệ, mình nhận lại sự biết ơn. Có rất nhiều người đã gọi Huy là thầy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ nói rằng một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Và có những rất nhiều người thì không làm cái điều này thì cũng không sao cả. Hôm trước Huy vừa nói, ngồi nói chuyện tâm sự với một bạn trẻ, thì Huy có nói chuyện rằng là nhỉ, là trước đây á, khi mà Huy học thầy Long thì Huy cũng không gọi thầy Long là thầy, bởi vì Huy quen thầy Long trước khi mà thầy Phạm Thành Long ấy. Thì trước khi mà Huy đi học thầy Long thì Huy là bạn, tức là cùng sinh hoạt BNI với thầy Long, cho nên Huy gọi là anh thôi. Cho nên là khi mà thầy đứng lên thầy đào tạo thì Huy là cái người mà quen thầy Long trước khi thầy Long bắt đầu đào tạo. Thì khi đó thì mình cũng không học và mình cũng không gọi là thầy. Cho đến khi mình đi học mình cũng không gọi là thầy. Cho đến khi mình thất bại mình cũng không gọi là thầy. Mình chỉ gọi là anh thôi, và mình nghĩ gọi anh cho nó thân thiện, cho nó gần gũi. Thì khi đó thì mình tìm ra cái lý do, mình không hiểu lý do tại sao mình thất bại. Thì khi đó mình mới phát hiện ra một điều, đó là mình cứ cho rằng mình đúng. Mình cứ cho rằng mình đúng, cho nên là mình không làm theo những gì thầy hướng dẫn. Thầy hướng dẫn một đằng, mình cứ làm một nẻo. Và thường là mình làm theo cái bản năng của mình. Mình nghĩ rằng là mình đang làm theo cái bài học mà thầy hướng dẫn, nhưng thực tế là mình đang làm sai. Mình cứ nghĩ rằng mình đúng, cho nên mình thất bại. Và khi đó thì bắt đầu mình bỏ đi cái đúng của mình, mình không còn đúng nữa. Khi đó thì Huy mới nghe một cái câu, đó là you can be right or you can be rich, you can be right or you can be happy. Tức là bạn có thể đúng hoặc bạn có thể giàu, bạn có thể đúng hoặc bạn có thể hạnh phúc. Thì mình chọn đúng hay chọn giàu, mình chọn đúng hay chọn hạnh phúc. Và khi đó mình mới hóa ra từ trước đến giờ mình vẫn nghĩ rằng mình đúng. Cho nên khi mà thầy nói thì mình bắt đầu so sánh, mình bắt đầu thử, mình bắt đầu nghi ngờ, không biết thầy nói có đúng hay không nhỉ. Rồi, cảm ơn bạn Mai Phúc. Đấy. Mình bắt đầu nghĩ là không biết thầy nói có đúng không nhỉ. Và bắt đầu mình nghi ngờ, và bắt đầu mình áp dụng một cách rụt rè. Và khi đó thì sao ạ? Khi đó mình thất bại. Mình thất bại. Và sau đó thì Huy bắt đầu thay đổi. Thực sự là sau những thất bại Huy mới thay đổi một cách nghiêm túc. Lúc đó mới thay đổi một cách lột xác. Và khi đó thì Huy không còn nghi ngờ nữa. Huy bắt đầu áp dụng mọi thứ. Khi mà thầy hướng dẫn thì mình bắt đầu áp dụng mọi thứ. Và khi đó mình bắt đầu gọi thầy là thầy ở bất kỳ nơi nào, ở bất kỳ đâu. Kể cả khi ngồi nói chuyện với những người không gọi thầy là thầy. Có những người bảo là thầy mày chứ thầy tao đâu, sao mày cứ gọi thầy trước mặt tao. Thì Huy bảo là thầy em chứ thầy anh đâu, anh thích gọi là gì kệ mẹ anh, em thích gọi là thầy kệ mẹ em. Xin lỗi anh chị em là mình nói hơi bậy một tí, nhưng mà gì ạ, đấy, cái câu chuyện khi anh em nói chuyện với nhau là bộ bã nó thường là như vậy. Thế thì cứ bảo là cái thằng đấy toàn chém gió, chửi bậy ở trên sân khấu, không đáng làm thầy. Và vâng, đúng rồi, ngày xưa em cũng nghĩ giống như anh. Em cũng chẳng bao giờ gọi là thầy cả, thậm chí là em còn chửi sau lưng cơ. Nhưng sau khi em đi học, em thấy cũng có cái hay, mình cũng học được nhiều thứ. Mà một chữ là thầy, nửa chữ là thầy, mình cứ nghĩ là mình giỏi, cho nên mình chẳng học được cái mẹ gì cả. Khi mà mình bắt đầu mình thấy rằng tôi không giỏi nữa, thì lúc đó tôi học được nhiều thứ. Và khi đó thì mình thấy họ dẫn dắt cho mình, họ đưa cho mình rất nhiều kiến thức hay. Vậy mà mình cứ nghi ngờ, vậy mà mình cứ gì ạ? Vậy mà mình còn không dám. Mình còn gì ạ? Kiêu ngạo, mình để cái tôi của mình nó lấn át. Cho nên là cái việc mà mình nhún xuống, mình tôn người khác lên làm thầy, thì nó chuyện nó rất là bình thường. Và sau này mới phát hiện ra là mọi thứ đều là thầy của mình. Nó gọi là vạn vật là thầy. Từ những cái bạn học sinh như vừa rồi anh chị em thấy là
Nó Huy rất là ngưỡng mộ những cái bạn học sinh, những cháu học sinh đang học ở trong này. Xin phép anh chị em, họ là thầy của Huy. Các bạn học sinh đang ngồi học ở trong phòng Zoom này này, họ là thầy của Huy. Được không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ làm được cái thứ mà Huy không làm được. Ngày xưa Huy còn học sinh giống như họ, Huy không dám vào các cái phòng Zoom học như thế này. Mình phải học từ các bạn ấy, có đúng không ạ? Vậy mà mình ngại khi mà gọi người khác là thầy. Bởi vì mình sao ạ? Bởi vì mình sợ rằng mình sẽ gì ạ? Thấp hơn họ. Mình sợ rằng mình sẽ nhỏ hơn họ. Mình sợ rằng mình sẽ bé hơn họ. Mình sợ rằng họ sẽ coi thường mình. Sợ cái gì ạ? Ngày xưa Huy sợ như vậy. Mình ngày xưa là Huy sợ như vậy, cho Huy không dám gọi ai là thầy cả. Còn bây giờ thì sao ạ? Huy gọi tất cả mọi người là thầy. Tất cả mọi người đều là thầy của Huy. Chỉ cần mình học được điều gì đó hay từ họ là mình cảm ơn họ, mình ngưỡng mộ họ. Nếu họ có điều gì đó hay hơn mình ngưỡng mộ họ. Chỉ khi nào mình ngưỡng mộ họ thì mình mới học được từ họ. Còn mình bĩu môi, mình bảo úi giời ơi, ông này thế này, ông này thế kia, thì làm sao mình học được. Bảo úi giời thằng này nó trẻ hơn mình, thì làm sao mình học được của nó. Xin thưa, đó chỉ là cái tôi nhỏ bé của mình mà thôi. Khi cái tôi nhỏ bé của mình ấy, cái tôi của mình càng nhỏ bé thì mình càng cố gắng gồng mình lên để mình thể hiện. Và khi đó thì mình chẳng học được cái gì cả. Khi nào mình giảm cái tôi của mình thì mình học được nhiều hơn. Và khi mình học được nhiều hơn thì mình chẳng cần phải chứng minh, chẳng cần phải chứng tỏ mình với ai. Thì tự nhiên mọi người sẽ đưa cái tôi của mình lên. Khi mình không còn cố gắng thể hiện cái tôi của mình nữa thì tự nhiên mọi người lại đưa cái tôi của mình lên. Cho Huy xin phép khảo sát một chút. Anh chị em trả lời thật giúp Huy nhé. Được không ạ? Cười phát ra. Khi mà Huy gọi những người khác là thầy, gọi chính anh chị em ấy, bạn ấy, đúng rồi, Huy gọi bạn là thầy ấy, thì bạn có thấy rằng Huy kém cỏi không ạ? Bạn có coi thường Huy không ạ? Nếu mà có thì comment là có, nếu mà không thì comment là không giúp Huy đâu ạ. Nếu mà Huy gọi bạn là thầy, bạn ấy, đúng rồi, chính bạn ấy, Huy gọi bạn là thầy, Huy gọi anh, gọi chị, gọi cô bác là thầy, thì anh chị em có coi thường Huy không hay anh chị em tôn trọng Huy hơn? Đúng không ạ? Anh chị em có gì ạ? Có coi thường Huy không? Nếu mà coi thường thì comment số 1, là không coi thường comment là không. À, coi thường thì có, là không, không coi thường là không. Anh chị em thấy không ạ? Khi mình bỏ đi cái tôi của mình thì mọi người lại tôn trọng mình hơn, mọi người yêu quý mình hơn. Đó là vấn đề. Nó nghe có vẻ hơi ngược đời, nhưng thực ra thế giới đang vận hành như vậy. Rất nhiều người cố gắng chứng tỏ mình, rất nhiều người cố gắng gồng mình lên để mà không để cho người khác coi thường. Rất nhiều người cố gắng làm việc để vì chứng tỏ bản thân mình, để vì không bị coi thường. Nhưng xin thưa với anh chị em là đừng cố gắng làm cái việc đó. Cái điều đó là những cái nỗ lực mang tính chất tiêu cực. Cái cách tốt nhất để giúp cho mọi người phát triển, để thay đổi, để thành công, đó là không phải để cố gắng thể hiện bản thân mình, mà để là gì ạ? Mà để giúp cho mình giỏi hơn mỗi ngày, để giúp cho người khác giỏi hơn mỗi ngày. Và không cần phải thể hiện với bất kỳ điều gì, với bất kỳ ai. Mình chỉ đơn giản là chính mình sống là chính mình, có thế thôi. Và video marketing chỉ đơn giản đó là mình thể hiện ra con người của mình. Được chưa? Đó. Thì đấy là những cái cách để mà chúng ta bắt đầu xây dựng cái nhân hiệu của mình, bắt đầu chia sẻ cho người khác những cái gì ạ? Kiến thức, những cái trải nghiệm của mình. Được không ạ? Đó. Thì đấy là cái mà chúng ta cần phải thay đổi để bắt đầu quay những video đầu tiên. Đừng ngại nữa, đừng sợ nữa, đừng mong chờ sự hoàn hảo nữa. Được không ạ? Và việc của chúng ta cũng đừng sợ đúng hay sai. Hãy sai đi.
chúng ta có quyền được sai. Hãy comment xuống điều này, cực kỳ quan trọng. Chúng ta có quyền được sai. Có một cái quyền vô cùng quan trọng mà chúng ta bỏ quên nó, bỏ qua nó. Đó là quyền được sai. Khi mà Huy dạy cho những cái đứa con của Huy, thì vợ Huy thì cái phong cách dạy con khác với Huy, cho nên hai vợ chồng thường xuyên lục đục với việc dạy con, thường xuyên cãi nhau về việc dạy con. Cái phong cách dạy con của Huy đó là cho con thử và cho con sai. Không biết anh chị em thế nào, Huy cũng không rõ, nhưng mà cái quan điểm của Huy đó là cho phép con sai. Bởi vì trẻ con nó có một cái quyền rất là quan trọng, đó là quyền được sai, quyền được trải nghiệm. Tất nhiên nó nằm trong cái khuôn khổ của mình, nằm trong cái sự giám sát, cái sự bảo vệ của mình để nó không đi quá mức giới hạn. Được chưa ạ? Có một cái quyền rất quan trọng của trẻ con, đấy là quyền được sai. Ví dụ như là cái quảng cáo về Omo, đó là lấm bẩn thì cái gì nhỉ? Lấm bẩn thì có nhiều điều hay ấy. Tức là họ quảng cáo, họ không nói rằng sản phẩm của chúng tôi bán tốt, sản phẩm của chúng tôi tẩy trắng, mà họ truyền thông một cái thông điệp dạy nuôi dạy con, đó là gì ạ? Là cho con lấm bẩn, đừng ngại khi mà con bẩn, đừng quát con, đừng mắng con, đừng chửi con khi mà nó làm bẩn, nó làm vấy bẩn lên quần áo, được không ạ? Một cái thông điệp nuôi dạy con cái được lan truyền trên mạng xã hội, nó gọi là viral, nó tự động lan truyền bởi vì cái thông điệp đó nó là một thông điệp đúng đắn. Cho nên là gì ạ? Lấm bẩn thì học được nhiều điều hay, và phần còn lại để Omo lo. Ai, đúng không ạ? Nó rất là hay. Đó. Thế thì trẻ con nó có quyền được sai, còn người lớn thì không có quyền được sai sao? Và đấy chính là vấn đề. Khi mà chúng ta lớn lên ấy, là chúng ta bị áp đặt bởi những cái người ở thế hệ trước. Chúng ta được học bởi những cái người thầy rất là nghiêm khắc, bởi những cái cha mẹ rất là nghiêm khắc, cho nên chúng ta sợ bị sai. Và đây chính là vấn đề. Sai thì làm lại, sai thì sửa, sửa thì đẻ, cứ thế thôi, đúng không ạ? Sai thì mới có bài học, không sai thì lấy đâu ra bài học. Cho nên đừng sợ sai, sai là tốt, sai là tốt anh chị em nhé. Đó, hãy sai đi, chúng ta có quyền được sai. Tất nhiên khi các bạn còn trẻ thì các bạn có nhiều cơ hội để sai hơn. Cái người mà càng già càng lớn tuổi thì cái cơ hội để được sai nó càng giảm xuống. Bởi vì sao ạ? Chúng ta có nhiều áp lực hơn, chúng ta có nhiều trách nhiệm hơn, nhiều gánh nặng hơn. Cho nên nếu mà bạn còn trẻ, nếu mà bạn còn dưới 40 tuổi là vẫn còn trẻ, được không ạ? Thì hãy sai đi. Trên 40 tuổi thì hãy cố gắng làm những cái điều mà tốt nhất. Tức là dưới 30 tuổi thì hãy sai thoải mái đi, hãy trải nghiệm đi, đừng có ngại gì cả. Tuổi trẻ, chúng ta có một cái năng lực, đó là hành động mạnh mẽ, quyết liệt và không sợ hãi. Nhưng có rất nhiều bạn trẻ thì lại sợ hãi giống như những cái người già. Cái người già, họ nhiều kinh nghiệm, nhưng tốc độ làm việc, tốc độ hành động, tốc độ suy nghĩ của họ kém hơn, và họ nhiều nỗi sợ hơn. Càng già thì càng nhiều nỗi sợ. Anh chị em ra ngoài đường, anh chị em nhìn thấy mấy cái người mà bốc đầu ấy, có ai là người già không? Hay toàn đội trẻ thôi? Đến chết nó còn chẳng sợ nữa là sợ cái gì? Thế tuổi trẻ nó phải ngông cuồng, tuổi trẻ nó phải gì ạ? Phải dám làm, có đúng không ạ? Cho nên các bạn trẻ làm đi, vì giàu mà cái tình làm đi, đúng không ạ? Những người lớn tuổi thì sao? Ôi dồi ôi, mình một bồ kiến thức, một bồ trải nghiệm, bao nhiêu những cái bài học xương máu, bao nhiêu bài học trải nghiệm, bài học quá khứ của mình lôi ra kể, thế là xong, làm thôi, đúng không ạ? Còn những anh chị em mà nhỡ nhỡ tầm 30, 40 tuổi thì sao ạ? Ôi dồi ôi, tuyệt vời, mình có cả hai. Mình có cả tuổi trẻ để được sai, mình có cả trải nghiệm để được kể, mình có cả hai, làm thôi, được không anh chị em?
Xin chúc mừng những anh chị em mà tầm 30 đến 40 tuổi. Anh chị em nào tầm 30 40 tuổi comment số 2 cho Huy được không ạ? Những anh chị em nào tầm 30 40 tuổi, đây là cái giai đoạn mà mạnh mẽ nhất, kiếm được tiền nhất, sức khỏe tốt nhất, khao khát nhất. Chúc mừng những anh chị em ở 20 đến 30 40 tuổi. Những anh chị em nào dưới 30 tuổi comment số 1 cho Huy được không ạ? Những anh chị em nào dưới 30 tuổi comment số 1. Từ 29 tuổi trở xuống đến từ 15 tuổi trở lên. Comment số 1. Xin chúc mừng những anh chị em gọi là tuổi trẻ. Tuổi trẻ tài cao. Rất ngưỡng mộ. Rất nhiều người sợ rằng mình trẻ nói không ai nghe. Xin thưa anh chị em, trẻ mà nói nghe mới hay. Anh chị em biết bạn Đoàn Đức Đồng á, bạn sinh năm 98 á, bạn đã là chủ giảng này. Anh chị em thấy không ạ? Tuổi trẻ tài cao. Và đấy là người rất đáng ngưỡng mộ, đúng không anh chị em? Tuổi trẻ mà nó làm được thì mới đáng ngưỡng mộ, chứ giờ già làm bình thường, đúng không? Tuổi trẻ làm được mới đáng ngưỡng mộ đó. Vì vậy là anh chị em là gì ạ? Đang có cơ hội để mình làm bằng 1/10 người khác thôi mà mình đã được ngưỡng mộ rồi, đúng không? Tuổi trẻ mình chỉ đang làm bằng 1/10 người khác, người ta đã ngưỡng mộ rồi. Nếu mà anh 40 tuổi anh mới làm bằng người ta ấy, thì nó bình thường. Nhưng mà anh 20 tuổi anh làm được như vậy ấy, thì cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Cho nên là gì ạ? Nếu anh em nào mà dưới 30 thì làm thôi. Video marketing nó là một cái phần nhỏ thôi, nhưng cái quan trọng nhất là mình phải làm, được chưa ạ? Bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom này mà trên 40 tuổi comment số 3 giúp Huy đúng không ạ? Trên 40 tuổi comment số 3. Trên 40 tuổi comment số 3. Rồi, xin chúc mừng anh chị em. Anh chị em có rất nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, rất nhiều thất bại trong cuộc sống, rất nhiều thành công trong cuộc sống, rất nhiều câu chuyện để kể. Nhưng anh chị em đã không kể, anh chị em đã không chia sẻ nó đi. Và điều gì sẽ diễn ra khi mà chúng ta còn mấy chục năm nữa để chúng ta sống? Điều gì diễn ra nếu mà đến khi mà chúng ta mất đi, chúng ta vẫn không để lại được cái điều gì cho hậu thế, không để lại cái điều gì đó cho con cháu của mình? Những cái bài học mà chúng ta muốn truyền lại cho cháu mình, cho chắt mình thì đã không kịp để lại nữa rồi. Cho nên chúng ta hãy gì ạ? Hãy làm video marketing, hãy xây dựng những cái bài học mà mình học được. Bất kể những thứ gì mà chúng ta làm dễ dàng thì đó chính là tài năng của chúng ta. Xin chúc mừng tất cả anh chị em mà trên 40 tuổi. Chúng ta có rất nhiều thứ để nói, rất nhiều thứ để kể. Việc của chúng ta đó là làm thôi, bắt đầu làm thôi. Còn làm như thế nào không quan trọng. Cầm cái điện thoại lên, bắt đầu quay và đăng cái video đầu tiên lên trên mạng, đúng không ạ? Và tất cả anh chị em chúng ta hãy cam kết, bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ mỗi ngày làm một cái video. Bất kể video gì, bất kể nói về gì, kể câu chuyện ngày hôm nay chúng ta học được cái điều gì. Mỗi ngày chúng ta vào Zoom là ấy, học được một từ khóa nào đó, chia sẻ 5 phút, à chia sẻ 5 giây, 10 giây, 15 giây, có được không anh chị em? 15 giây trên TikTok nó quá nhiều rồi. Ngày hôm nay tôi học được từ khóa này, đó là gì ạ? Đừng sợ sai, làm đi. Hoặc là từ khóa này, vạn vật là thầy, thế là được. Rồi là từ khóa này, đó là gì ạ? Hoàn hảo là kẻ thù của thành công. 15 giây cũng được, 5 giây cũng được. Đăng lên TikTok, đăng lên YouTube Short, đăng lên gì ạ? Reel ở trên Facebook, đăng lên Instagram, được không anh chị em? 5 phút cũng được, 5 giây cũng được, không quan trọng. Quan trọng là mình gì ạ? Bắt đầu làm nó một cách đều đặn mỗi ngày. Mỗi ngày, mỗi tuần. Không cần biết là có ai xem hay không, một mình xem cũng được, được không ạ? Không cần biết nó hay hay không, không cần biết nó hoàn hảo hay không, không cần biết nó có chỉnh video được hay không. Đúng cũng được, sai cũng được, hay cũng được, không hay cũng được, tốt cũng được, không tốt cũng được, dài cũng được, ngắn cũng được, đẹp cũng được, xấu cũng được. Quan trọng nhất là mình có làm. Mình làm nhiều nó sẽ giỏi, làm nhiều nó sẽ hay, làm nhiều nó sẽ đẹp, làm nhiều nó sẽ tốt, làm nhiều nó sẽ đúng. Được không anh chị em? Cam kết không ạ? Nếu anh chị em cam kết thì comment xuống cam kết. Và nếu mà được thì sau một thời gian, sau một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần,
5 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm. Anh chị em báo cáo cho Huy kết quả. Đấy chính là những điều tốt đẹp nhất mà Huy muốn nghe. Đấy là những thứ mà Huy thích nghe. Những thứ mà Huy thích nghe nhất đó là cảm ơn anh vì ngày xưa nhờ cái bài học của anh mà em đã bắt đầu thay đổi. Và nhờ cái việc mà em bắt đầu thay đổi đó, cộng với sự nỗ lực bản thân, cộng với rất nhiều người thầy khác, cộng rất nhiều cuốn sách, cộng rất nhiều thất bại của em, và bây giờ em đã có được những thành công như thế này, em đã có cái kênh video như thế này, em đã có từng này người follow, thì đó chính là cái gì ạ? Cái điều mà Huy muốn nghe nhất. Huy muốn được nhìn thấy và trải nghiệm cái điều đó nhất, đúng không ạ?